Xin chào các bác, hôm nay em review cái màn Z-Tech đấy, và bo mạch phía bên trong của màn hình Z-Tech Z500 và một số các cái sản phẩm Z-Tech bo mạch bên trong có gì các bác nhá. Thì trên đây là cái bo mạch của Z-Tech này. Các bác cũng để ý thấy là cái bo mạch xanh, tỷ lệ hoàn thiện rất cao. Đấy, cái dòng bo mạch này nó chất lượng hoàn toàn cao cấp đấy, thẻ bo chính hãng của Z-Tech. Đấy, các cái bo mạch hiện tại bên em bóc tách chi tiết từng phụ kiện linh kiện của Z-Tech. Đây là cái vỏ thép của thiết bị bo mạch, bao quanh bo mạch các bác nhé. Đấy, riêng về Z-Tech thì cái tỷ lệ hoàn thiện rất là chỉnh chu từ bo mạch. Đây là bo mạch Wi-Fi GPS 4G ở đây các bác nhé, để dây cáp nối này. Đấy, tỷ lệ hoàn thiện cực kỳ cao, các bác có để ý thấy trực tiếp. Bên em có quay cận cảnh cho các bác cùng trải nghiệm thực tế luôn ạ. Bo mạch vào đây là màn hình các bác nhé. Các bác để ý thêm màn hình này, màn hình thì được tách rời so với cái bo mạch các bác nhé. Đấy, nên là cái khả năng về độ tản nhiệt đấy cực kỳ tốt. Đấy, nó trên vỏ thiết bị thì có ghi thông số đầy đủ từ mã, model và thông số các bác nhé. Đấy, ghi đầy đủ trên mã vỏ hộp thiết bị luôn ạ, đầy đủ. Đấy, bo mạch xanh, cái dòng mạch cao cấp. Một số các dòng thêm thông thường thì sẽ là bo mạch đen các bác nhé. Đấy, những dòng đuôi ngắn sẽ là bo mạch đen, riêng của Z-Tech sẽ là bo mạch xanh. Đấy, rất chỉnh chu từ những chi tiết linh kiện phụ kiện. Đó, đây là cái dòng sản phẩm Z900 này. Đa phần tất cả các dòng màn hình đuôi dài của Z-Tech đều dùng bo mạch xanh các bác nhé. Đấy, em review chi tiết cho các bác thấy là khi em bóc tách các cái sản phẩm của Z-Tech ra để các bác cùng trải nghiệm, đánh giá thực tế trực quan là các dòng sản phẩm thẻ bảo hành của Z-Tech Z900. Đấy, Z800 cộng đây các bác nhá. Đấy, tất cả những dòng sản phẩm cao cấp của Z-Tech, dòng đuôi dài đấy, các bác để ý thấy là đây là đuôi này, đuôi dài các bác nhá. Đấy, thì thiết kế bo mạch đều là bo mạch xanh. Đấy, cực kỳ cao cấp. Rất ít các đơn vị màn hình có thể cho phép nhà bán hàng như bên em bóc tách chi tiết và phân tích từng chi tiết linh kiện như các sản phẩm của Z-Tech, để bác có thể cùng trao đổi và đánh giá về cái chất lượng từ phần cứng lẫn phần mềm các bác nhé. Đấy, đấy, bên em mình nhà phân phối nên là có đầy đủ các cái catalog hình ảnh video về các cái sản phẩm của Z-Tech và báo giá. Bên em thì có cái hỗ trợ với chương trình giá ưu đãi cho khách hàng từ 1 triệu đến 2 triệu với các dòng sản phẩm cao cấp các bác nhé, giảm giá khi lắp đặt. Các bác liên hệ kplus.vn thì các bác có thể được giảm giá ưu đãi từ 1 đến 2 triệu khi các bác nâng cấp và lắp đặt các cái sản phẩm màn hình Z-Tech tại kplus.vn bên em. Đấy, review trực quan đầy đủ các mã, những cấu hình cao để các bác cùng trải nghiệm và đánh giá những cái chi tiết linh kiện, phụ tùng để hoàn thiện cho một chiếc màn hình Android Z-Tech mà các bác lắp đặt và trải nghiệm với một cái công nghệ cực kỳ cao. Đấy, thì về công nghệ thì trên màn hình thì các bác cũng đã thấy rồi, nhưng mà đôi khi là về mặt linh kiện chi tiết phía bên trong các bác không để ý thấy, thì bên em hôm nay bóc tách từng chi tiết và từng mã để các bác cùng trải nghiệm thực tế. Đấy, rất hiếm khi mà bên em dành công bóc tách từng cái chi tiết linh kiện để các bác cùng trải nghiệm như thế này, để các bác cùng đánh giá, để có một cái màn hình Android Z-Tech có xứng đáng với cái phân khúc tầm giá đó không. Đấy, thì trên đây là các cái linh kiện chi tiết thực tế trực quan nhất để cho các bác cùng quan sát. Đấy, thì các bác thấy video này hữu ích thì các bác có thể giúp em một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho bên em kplus.vn để ra rất nhiều những video chi tiết đấy, bóc tách review các sản phẩm cho các bác.